Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì đây là cái vườn bí hồ lô của mình đang trồng nha mọi người. Thì như tiêu đề ngày hôm nay là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là một số loại thuốc mà để là xịt dưỡng ở trên cái cây bí hồ lô của mình, mà để cho cây bí hồ lô của mình các bạn mà nó phát triển tốt ha. Thì trồng bí hồ lô này các bạn thì nó hay bị như là sâu nè, nứt thân nè các bạn, rồi bọ trĩ nè, rồi rầy nè. Thì song song đó thì mình sẽ có những cái biện pháp là mình mua thuốc mình xịt. Ví dụ như cái cây này mà nó bị như là bọ trĩ đó thì mình có thể làm sử dụng thuốc là Aqua công nghệ mới nè, rồi cái thuốc là Confidor nè, và những cái dòng thuốc xịt bọ trĩ mà dạng cớm á thì mình có thể là mình xịt được. Nhưng mà khi mà mình xịt rồi các bạn thì cái cây của mình á, thì nó hơi chậm phát triển nha. Thì do đó thì mình phải xịt dưỡng lại đặng cho cái cây mình nó sung lại. Thì cái thuốc xịt dưỡng ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn á, đó là cái thuốc là Atonit ha. Và mình sẽ cộng với nó với một cái loại thuốc khác, đó là Humic trong biển nha các bạn ha. Và cái loại Humic trong biển này á, thì nó có hai loại. Một á, là loại dạng bột, hai là loại dạng nước. Thì cái loại mà dạng bột các bạn thì nó chỉ có tầm khoảng đâu là 8.000 cho một gói thôi. Còn cái mà dạng nước đó thì nó khoảng đâu là 100 mấy đó. Nhưng mà cái chai đó đó thì mình có thể là mình sử dụng được là nhiều nhiều lần ha. Và cái đám bí của mình là hiện tại là cũng đã xịt rồi nha mọi người. Trước đó là mình đã phòng cái bọ trĩ cho nó, và mình cũng đã xịt dưỡng lại cái Atonit cộng với Humic trong biển ha. Và cái liều của nó các bạn thì các bạn là cứ xịt y chang nó chỉ ha. Thì ở trong cái gói bao bì đó các bạn là nó có nha mọi người ha. Ví dụ như mọi người trồng bao nhiêu bí đó thì các bạn có thể là mình xịt ha. Và những cái chia sẻ của mình ở đây các bạn là mình chia sẻ cho các bạn là tham khảo ha. Thì các bạn là nên áp dụng cho một vài giây trước ha. Nếu như là các bạn thấy hiệu quả đó thì các bạn có thể là áp dụng cho nguyên vườn ha. Vì mình không muốn những cái chia sẻ của mình mà nó ảnh hưởng đến cái vườn bí hồ lô của các bạn ha. Và thậm chí cái thuốc xịt dưỡng này thì mình có thể là mình xịt dưỡng trên những loại dòng bí khác, như ví dụ như là bí đao nè, mướp nành nè các bạn, là mình cũng có thể là mình xịt được nha mọi người ha. Thậm chí là cả dưa leo luôn đó. Thì trồng bí là mình bắt buộc là mình phải xịt bọ trĩ thôi mọi người, nếu không là nó bị thung đọt ghê lắm. Thì thung đọt thì nó như thế này nè mọi người, ở đây mình có một cái cây nó bị luôn nè, nó thung lá lại nè, rồi đọt của nó là nó không có phát triển được luôn nha mọi người ha, nó cứ ngủ đọt lại á. Đó mọi người xem, ở đây là cái cây mà mình không có này, là bữa là mình xịt sót chứ không phải là mình không xịt nha các bạn ha. Đó, và những cái cây mà mình xịt thuốc và mình dưỡng các bạn thì nó rất là tốt nha mọi người. Đây đó mọi người xem á, ở đây thì mình nay mình không có quay đi tới khúc bên đó mình quay, mình ngồi tại chỗ mình chia sẻ cho các bạn ha. Về cái khoảng cách trồng thì mình xin chia sẻ lại cho những cái người bạn mới mà đăng ký trên kênh của mình ha. Thì khoảng cách trồng thì ở đây là mình trồng là từ là 5 đến 6 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Đó, nhưng mà cái về cái mét đó các bạn thì mình trồng nó hơi gần. Thì cũng có một bạn là đã bình luận trong kênh của mình là hỏi sao là nhìn anh trồng nó hơi gần. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn luôn, thì ở đây mình không có đất nha mọi người ha. Mình chủ yếu là mình lấy một dây như vậy, mình lấy tầm 2 chèo thôi chứ mình không có lấy nhiều nữa. Nếu mà đúng của nó là mình một lỗ như vậy là mình lấy đúng là 6 tấc, và mình sẽ lấy cái chèo của nó là tầm 4 chèo, và trong 4 chèo đó thì mình sẽ lấy là 4 trái nha mọi người ha. Là 4 trái. Và cái giá mà mình muốn chia sẻ cho các bạn khi mà mình thu hoạch bí hồ lô đó, thì theo như kinh nghiệm của mình trồng á, thì có đợt mình bán được giá là 4.000, có đợt thì mình bán được 6.000, và có đợt là mình bán được 8.500 luôn. Nhưng mà mình xem ở trên mạng các bạn thì có nhiều bạn là chia sẻ đến thời điểm là nó lên khoảng đâu là 14.000 luôn. Nhưng mà hồi đó giờ mình trồng thì mình chỉ bán được cái giá cao nhất đó là 8.500 ha. Giá nói chung là giá tại vườn luôn. Nói chung là sẽ có là người đến thâu mua luôn nha các bạn ha. Còn trong cái thời điểm này là mùa dịch đó các bạn, hiện nay dịch ở bên mình thì nó cũng ráng ráng tí, nhưng mà không biết cái giá nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình dòm ở trong chợ mà nó bán lẻ đó thì nó chỉ được có là 15.000 cho một ký thôi. Thì mình nghĩ là tại vườn thì nó giỏi lắm là 5.000 thôi các bạn, chứ nó không có nhiều nha mọi người ha. Và cái dạng bí này của mình thì nay nó chưa tới cái thời gian mà mình bấm đọt nha các bạn. Thì thông thường như video trước mình chia sẻ thì thời gian mình bấm đọt cho nó là tầm khoảng đâu là từ 21 đến 22 ngày nha các bạn ha.
và đợi nó dài khoảng một khúc như thế này mọi người đó, rồi mình mới bấm đọt cho nó. Đây bí của mình nha mọi người ha, thì mọi người đang xem kênh của mình thì hãy cho mình một lượt đăng ký ha, cũng như là một lượt like ha. Thì video ngày hôm nay là chủ yếu là chia sẻ cho các bạn về cái thuốc xịt dưỡng đó, để các bạn có thể là xịt dưỡng trên cây bí của mình thì nó được hiệu quả hơn ha. Thì song song đó thì ngoài cái thuốc là Atonix cộng với cái humic trong biển các bạn, thì bạn có thể là sử dụng cái thuốc ba lá xanh đó các bạn, mà hay xịt trên lúa đó, bạn xịt dưỡng ở trên cái cây bí này nó cũng rất là hiệu quả ha. Thì thông thường là mình chỉ né những cái dòng thuốc dạng EC thôi, cái dạng mà nhũ dầu thôi. Tại sao mình phải né các bạn? Mình sử dụng nó vẫn được, nhưng mà mình phải biết cách hạ liều ha. Còn nếu như mà mình không biết cách hạ liều đó các bạn, thì cái dây bí của mình à, nó sẽ bị cháy rìa lá, cũng như là vàng lá cháy lá trên thân bí nha các bạn đó. Thì trong cái trường hợp mà nó bị vàng lá nhẹ đó, thì mình sẽ tiến hành mình xịt cái thằng Nativo cộng với thằng Antacon ha. Đó, thì hai cái loại thuốc đó mình hay sử dụng trên các mà loại dây bò các bạn, mình xịt mình cảm thấy nó rất là hiệu quả ha. Thì các bạn có thể là áp dụng trên một vài dây của các bạn ha, nếu thấy hiệu quả như lời của mình nói đó, thì các bạn có thể là áp dụng cho nguyên vườn của mình ha. Vì mình thấy có nhiều bạn chia sẻ ở trong cái bình luận của mình, bạn nói là bạn xịt bọ trĩ á, một tuần á là bạn xịt đâu là hai ba lần vậy các bạn, nhưng mà mỗi lần là bạn đều thay cái thuốc luôn, nói chung là bạn không có xài là một loại thuốc luôn đó, bạn sợ bị kháng thuốc đó, nhưng mà nó vẫn bị là vàng lá cháy lá. Cái nguyên nhân này là mình do bạn nghĩ là bạn sử dụng là cái thuốc mà dạng nhũ dầu để mà bạn xịt đó. Tại vì trong những cái loại mà dạng nhũ dầu các bạn, cái thuốc nó rất là nóng luôn, mình xịt vô là mình có thể là bứt cái cây luôn á. Với lại cái trường hợp thứ hai là mình đi phân nó quá đậm ha. Ví dụ như ở trong cái trường hợp mà mình bón lót các bạn, thì mình bón là hai bên mép lip thôi, bên lip bên đây với lip ở mép bên đây nó thằng vậy là được rồi, chứ mình không có bón vô ở trong đây đậm quá là nó sẽ dễ bị vàng lá các bạn. Thì vàng lá thì nó có nhiều nguyên nhân, một là nguyên nhân là nó bị bọ trĩ nè, hai nữa là mình đi phân cái hóa học nó quá đậm, ba nữa các bạn là mình xịt những cái dạng thuốc nhũ dầu mà nó nóng á, thì nó sẽ làm cho cái đọt của mình á, nó bị thung lại, nó chậm phát triển ha, cũng như là lá nó sẽ là bị vàng lá và từ từ là nó không có phát triển được luôn nha mọi người ha. Đó, thì cái dây bí này thì nó trường bò thì nó tầm khoảng là từ 1,5m đến 2,2m nha các bạn. Thì trong những video trước thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn luôn, các bạn có thể là xem lại ha, về phần khoảng cách nè, cách đi phân nè, rồi cách bấm đọt nè, thì mình cũng đã chia sẻ cũng rất là kỹ rồi. Thì dành cho những cái người bạn mà mới đăng ký trên kênh của mình thôi, thì một ngày như vậy các bạn, thì trên kênh của mình là tầm khoảng đâu là 60 bạn ha, là đăng ký trên kênh của mình á, là để là hỏi về cái vấn đề là trồng bí trồng bầu các bạn đó. Thì hôm nay là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái thuốc xịt dưỡng ha, thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nha mọi người. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.